Chúa hãy phù hộ chúng con. Eleanor, để anh giúp cho. Em không quen thế này lắm. Ừ, anh biết mà. Cảm ơn. Không, đừng cảm ơn. Đó không có gì lớn lao cả. Gì thế? Không có gì. Mới tới nên cảm thấy chưa quen thôi. Có điều gì đó lạ lắm. Tất nhiên rồi. Vì đây là vùng đất mới mà. Đừng lo lắng quá. Hãy tin ở anh đi. Nhìn xem. Em biết mà. It's beautiful. Đẹp quá. Come. Đi nào. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Ý cậu là sao về đám người đó? Hãy theo tôi. Anh thật hạnh phúc khi có em bên cạnh. Chúng tôi đã tìm thấy nó. Xác vẫn còn nguyên vẹn. Theo khám nghiệm cho thấy hắn chết khoảng 6-7 tháng trước. Có lẽ hắn ta tự treo mình lên. Tại sao lại làm như thế chứ? Đó là một điều bí ẩn. Có lẽ treo người là một cách trừng phạt bản thân. Cửa ngoài và cổng đều bị khóa trái, để không ai có thể vào được. Xem kìa. Chúng ta phải cứu lấy bản thân. You see for yourself now. The story's not so absurd. Chúng ta không thể để có chuyện gì xảy ra được. Hãy điều tra xem mọi chuyện là thế nào. Anh ta thật đáng thương. Ngôn ngữ kỳ lạ quá. Hắn ta nói gì? Cứu lấy bản thân trước khi bị trừng phạt. Chúng ta chỉ có nhiêu đây thông tin.
Giờ thì phải làm sao để điều tra? Dọn dẹp sạch đi. George, làm lễ cho anh ta đi. Let him be. You knew this anh biết hắn ta à? Yes, I did. I'm sorry. Xin lỗi vì nhiều lời. Nhưng chúng ta nên rời khỏi đây trước khi màn đêm buông xuống. Nó sẽ rất nguy hiểm. Never gone to the heart of the forest. Đó chính là điều cảnh báo. Chúng ta phải đi thôi anh bạn à. Em ở đây hả cưng? Chào anh. Hai cô đang nói chuyện gì thế? Chuyện gì à? Thật ra là chuyện gì? Có gì đâu ngoài chuyện thức ăn thôi. Nhà cuộc sống của chúng ta. Tôi có biết nói sao, nhưng chuyện đó cứ để cánh đàn ông lo. They simply left with Captain Grenville when he passed by several weeks ago. How can you be sure? Chúng tôi vô dụng lắm sao? Không phải. Cha tôi đã dạy chúng tôi từ lập khi còn nhỏ. Yes, có lẽ là vậy. Chúng ta nếu không đi nhanh thì sẽ kẹt ở đây cả tháng đấy. Chuẩn bị nhanh lên. Sao lại vội thế nhỉ? Đừng lo. Con gái hãy nghỉ ngơi nhiều. Được rồi. Cảm ơn mẹ. Mẹ rất thích chăm sóc con gái. Con thấy đỡ nhiều rồi. Cứ tìm mẹ nếu con cần gì nhé. Cảm ơn mẹ. Ông già vẫn tìm cậu chứ, Anagnas. Tại sao? Ông già nào thế? Mọi người chú ý, hôm nay tôi đứng đây để chỉ đạo cuộc sống mới của chúng ta. I stand with you tonight, a humble servant of Her Majesty Queen Elizabeth. Though you have traveled far and long, ngày mai chúng ta sẽ đến đỉnh của chiến thắng. Nhưng đêm nay, hãy nổi lửa ăn mừng nào. Chúng ta ăn mừng vì chúng ta là những con người dũng cảm, hiền ngang bước trên con đường đặt tên chúng ta. Chúa sẽ phù hộ cho chúng ta dưới sự ngự trị của vua và hoàng hậu. Cậu dám khinh thường cô ấy sao? Không ngon lắm. Chúng tôi làm cả ngày đấy. Anh có chuyện gì giấu em mà? Để cha nghe con một tí nào. Anh nói hay là không? Không. Đủ rồi. Cậu làm cha tốt đấy. Giống như cha tôi thôi. Lo cho em gái đi. Find your child for my sister. Giúp tôi một tay nào. Ừ. Bình thường chứ. Không có động tĩnh gì. Không có gì đâu. Màn đêm thật là đáng sợ. Nhưng chúng ta chỉ trú chân ở đây một thời gian ngắn thôi. So I'll be leaving here in a few short weeks, and I shall be appointing you as acting governor until my return. Thật à? Có cách khác không? Đó là cách tốt nhất rồi. Để tôi nói rõ hơn, trên thế gian này không có gì có thể chống lại thế lực đen tối bí ẩn cả.
Nên tôi nghĩ anh nên hiểu chúng ta phải làm gì trong tình trạng như thế này. Tôi hiểu rồi. Hãy tin vào tôi. Tốt lắm. Em thấy sao? Đẹp lắm. Nhà khá quang sơ. Quang sơ à? Đó là tất cả hy vọng và mơ ước của chúng ta mà. Anh nói đúng. Em xin lỗi. Vì em quá mệt mỏi thôi. Vì cả thời gian dài lang thang, anh hiểu mà. Hãy tin ở anh. You should rest. Anh để đèn được không? Được chứ. Cảm ơn anh. Dám la hét cả. Trả con lại cho tôi. Không. Chuyện gì thế? Chỉ là mơ thôi mà. Em sao vậy? Giữ con cho em đi. Gì thế em? Có người lấy con của chúng ta. Anh đừng có nhìn em như thể em là con điên. Không, anh hiểu mà. Đó chỉ là ác mộng thôi. Đêm nay à? Phải. Em chỉ mơ thôi mà. Nhưng cảm giác này đáng sợ quá. Em sẽ không sao đâu. Chúa tôi. Em đau quá. Chờ anh. Anh quay lại ngay. Chúa tôi. Có ai cứu vợ tôi không? Sao lâu thế này? Em không sao chứ? Cố lên, sắp đến giờ sinh rồi.
Hãy hít thở đều vào. Nó là niềm tin của chúng ta mà. Rặn đi. Được rồi. Nó là của ta. Trả lại đây. Người không làm gì được đâu. Dừng lại. Là con gái. Con gái, em nghe thấy không? Tuyệt lắm em yêu. It's your father. And what can I tell? Đúng là một đứa bé xinh đẹp tuyệt trần. Cực khổ lắm nó mới chào đời đấy. Nó đang đòi ăn kìa. Chúc mừng anh. Cảm ơn các bạn. Cậu tài lắm. Chúc mừng cậu. Cảm ơn ngài. Tối nay chúng ta lại ăn mừng rồi. Chúng ta sẽ đi tối nay sao? Vì đứa bé sẽ ở lại thêm một tối nữa. Hành trang chuẩn bị xong hết rồi. Chúng ta có người canh gác chặt chẽ mà. Có chuyện gì lạ không? Chỉ nghe một tiếng thét trong đêm rồi không thấy gì cả. Cẩn thận thì hơn. Ừ, chúng ta sẽ phải thay phiên canh gác. Phải không anh bạn? Lát qua gặp tôi nhé. Dân thế này. Rất mừng cho anh đấy. Dân thế này. Ananias, quả thật có rất nhiều điều kỳ bí trong khu rừng này. Mark a prominent tree with your destination, along with the Maltese grouse. You should do so under severe duress. Understood, sir. Tôi hiểu thưa ngài. Nhiệm vụ quan trọng như vậy tôi sẽ giao cho anh. Cảm ơn ngài. Em sao rồi? Đói chưa? Không phải lúc này, cảm ơn anh. Ngày mai anh sẽ đi săn. Đừng buồn nhé. Không sao. What's the matter, love? Nothing. Em sao vậy? Không. Vậy em nhìn gì thế? Em không muốn ở đây nữa. Em muốn về anh. Tại sao chứ? Nơi này không thích hợp cho con chúng ta. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa. Chúng ta đã đến đây và không nên quay lại anh. Ở đó chẳng có gì cả. Anh chẳng hiểu nữa. Ở đây rất tốt cơ mà. Ananias, em được so đo như thế nữa. Ananias, đang có chuyện gì đó với hòn đảo này. Nó rất kỳ lạ. Nó sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đây là gia đình của chúng ta. Hãy làm theo lời dặn của cha. Tiếp tục sống đi. Ai đó?
Nào anh bạn, kiếp nào. Nghĩ một chút đi. Họ thật là oai phong. Ta không uổng công chúng ta. Chồng họ buồn cười quá đi. Nhìn vợ anh kia. Được lắm. Trúng điểm yếu của cậu rồi nhé. Anh tuyệt lắm. Anh Ignaz, có chuyện rồi. Anh ta vào rừng mà không thấy ra. Tôi có nghe thấy tiếng súng. Thomas, hãy đưa mọi người vào nhà. Tôi sẽ vào rừng. Vào nhà đi nào. Vào nhà đi. Anh tìm thấy gì vậy? Gì thế? Lùi lại đi. Lùi lại. Coi chừng. Lùi lại mau. Không hiểu chuyện gì nữa. Chúng cố tấn công chúng ta. Chúng sẽ đến bất cứ lúc nào. Ananias nói đúng. Chúng ta phải tránh xa hòn đảo này. Ở đây chẳng tốt lành gì đâu. Chúng ta phải đề phòng ngay thôi. While I'm gone, George is in charge. Tộc trưởng, tôi muốn gặp tộc trưởng. Tộc trưởng, anh không nên đến đây. Đi đi. Tôi muốn nói chuyện với anh về hòn đảo này. Tôi sắp bị giết. Tôi biết có nhiều tội ác trong bóng đêm do mối quan hệ của con người. Chúng sẽ giết chúng ta. Those before you stole from us and killed one of us. Tôi chỉ muốn bảo vệ người của tôi. Tôi hiểu. Nhưng người của tôi thì không. Tôi cần biết thêm về hòn đảo này. Tôi đã nói với anh trước đó, phải tránh xa khu rừng ra. Anh tin chuyện đó à?
Đúng. Tôi thật sự muốn biết đó là thế lực hay dân quyền nào. Mọi thứ thật khủng khiếp. There are many superstitions that come from myth or legend. Something terrible thật khủng khiếp. How can you be so... Sao anh biết? Cảm nhận. Người của anh sẽ phải gánh chịu nếu không đi khỏi đây. Chúng tôi không biết phải đi đâu. Không thể quay lại. Vậy thì phải chịu thôi. Tôi không thể làm gì cả. Đây là bùa hộ mệnh. Hãy đeo cho vợ anh và con anh. Tôi thấy rằng vợ và con anh có thể bị nguy hiểm. Tôi cũng muốn làm được nhiều hơn thế. Cảm ơn. Tôi sẽ cứu cuộc sống của tôi. Ananias, không nên quay trở lại anh bạn à. Chỉ là ác mộng thôi. Sao chúng ta không rời khỏi đây? Mơ thôi mà. Không phải, đó là thật. Là thật. Hắn nói gì? Có chuyện không ổn. Có lẽ liên quan đến cái chết của người trong căn nhà quan đó. Chúng ta có nên quay về không? Dự đoán chỉ 20% thôi. Sao cơ? Cả gia đình tôi đang bị đe dọa. Đừng tranh cãi nữa. Chúng ta không có thời gian. Phải làm thôi. Cẩn thận nào. Chúng ta sẽ đi chứ. Không, phải biết vượt qua tình hình thế này. Nhưng quá vậy thì không dừng. Không dừng tay đâu. Không quá trễ nếu chúng ta ngăn được chúng, phải không? Đúng vậy. Tộc trưởng đã nói chúng ta phải xác định được điểm hòa và tiêu diệt. Chúng ta sẽ sống lâu hơn. Tối nay chúng ta sẽ dựng ăn mừng. Đi thôi. Chào. Chào. Không khí vui quá. Chúng tôi ăn mừng vụ mùa. Vậy à? Chúng ta đang làm nhiệm vụ mà. Phải. Hỗ trợ cho anh ta chứ. Anh nên lo cho vợ và con gái đi. Tôi biết. Ở đây cẩn thận nhé. Được mà. Không tham gia trò chơi sao? Chào anh. Tôi sẽ quay lại sao?
Anh để cậu ấy một mình à? Về nhà thôi, trời trở lạnh rồi. Không thể nào. Mish. Này. Mish. 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 Cậu phải right? không? You shouldn't be out here. Ra đây đi. Tại sao cô lại cô đơn? Sẽ không còn cô đơn nữa. Cô đơn. Chuyện rồi, Thomas mất tích. Coi chừng phụ nữ đi. Không thấy dấu vết. Có khi nào trôi ra biển không? Chỉ thấy súng thôi. Mọi chuyện ngày càng bí ẩn. No Spanish. Có một kẻ thứ ba sống ở đây. Có thể xảy ra sao? Chúng ta phải tìm ra chúng. Chúng ta không thể đợi được nữa. Phải biết tìm cơ hội thích hợp chứ. George, from now on multiple men on duty day and night. Sáng mai vào rừng. Cảnh gác nghiêm mặt hơn nữa. Cut!
Đi thôi. Nhanh lên. Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chúng ta đã mất bao nhiêu người? Bao nhiêu? 12. Các người thật ngu ngốc. Anh đã làm mọi chuyện rối tung lên. Anh mất dây động rừng rồi. Your mutinous actions cost us any trust we had with the Croton. Chúng ta phải lên kế hoạch trước, trước khi có quyết định làm việc gì chứ. Chúng ta gặp quả rồi. Không trách họ được. Tôi không thể hiểu nổi. Chúng ta lại thua rồi. Đóng cổng lại. Vào đêm chúng ta phải canh gác chặt chẽ hơn. Chúng ta không có nhiều thời gian. Chúng ta đang ở thế nguy hiểm. Phải kháng cự lại thôi. Tôi sẽ không để yên. Morbid as it is. Linus. Anh nói là anh không cam tâm sao? Đúng vậy. Vậy thì anh hãy làm đi. What do you think is going on? Để tôi yên một chút. Chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Em đừng nói nữa. Tại sao phải chọn nơi này chứ? Em không thể tiếp tục chịu đựng được. Thế em muốn anh phải làm sao đây?
Em thấy gì trong giấc mơ vậy? Em nói đi. Em sẽ không bao giờ nói cho anh về những hình ảnh đó đâu. Những gì em thấy thật khủng khiếp và không thể tưởng tượng được. Cái gì? Những người đàn ông chết trong tư thế không thể tưởng tượng được, thiêu cháy và chết chóc. Bệnh tật thảm họa đang đè lên chúng ta. Anh sao vậy? Có một vài chuyện anh muốn nói với em rõ ràng. Chuyện gì chứ? Không chính xác lắm. Đã có người chết như em nói trước khi chúng ta đến đây. Đã có người bỏ mạng ở đây rồi sao? Vậy mà anh vẫn ở đây, tại sao chứ? Anh xin lỗi, anh chỉ muốn chúng ta. Anh đừng nói nữa. Hãy nghe anh đi. Đó chỉ là người chết mấy tháng trước thôi. Em đã thấy người đàn ông đó. Em đã thấy. Chuyện này rất quan trọng. Em còn thấy gì nữa không? Em thấy. Ai đó? Tôi không thấy gì cả. Nó đến đấy. Ananias, ở yên đây. Đừng đi đâu cả. Cứu lấy bản thân trước khi bị trừng phạt. Chia ra thành nhiều toán đi. Chào ông. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ mọi việc thôi. I've asked you here because we're clearly faced with an unholy adversary. Tôi cần biết chuyện này là thế nào. Thật là khủng khiếp. Tôi chưa gặp chuyện này bao giờ. Đây là lời nguyền cái chết thật kinh khủng. A great evil is imprisoned here, poisoning everything around it. The darkest of spirits trapped between life and death. Chuyện gì vậy? Tôi đã nghe những thứ này. Tôi đã nghe lời cầu nguyện rồi. Cầu nguyện cho cái gì? Có lẽ là một cộng đồng người. Họ không muốn chúng ta sống ở đây. Chỉ là thần thoại thôi đúng không?
Không phải chuyện gì to tát cả. This is a very real problem. Whatever it is, whatever extracted. Nhìn những gì họ đối xử với người đàn ông đó, không phải là thần thoại đâu. Samuel. Samuel. Đẩy lại đi. Tôi không biết sẽ giúp được gì cho các anh. Yên tâm đi. Những việc có thể có ích cho chúng tôi. Nó sẽ không còn là nỗi sợ hãi của riêng mình cô. Sẽ ổn thôi mà. Em rất sợ cảnh chiến tranh. Eleanor. Gì thế anh? Anh muốn em đeo cái này. Em đã bảo không đeo gì lên cổ. Chúng ta không theo Thiên Chúa. Nó sẽ giúp em tốt hơn. Được ạ. Tắt gì? Hãy theo tôi. Phụ nữ và trẻ con đều an toàn. Tốt. Chúng ta sẽ chờ đợi cái gì đây? Chờ thôi. Những thứ mà chúng ta chưa từng thấy bao giờ. Chúng ta sẽ vẫn sống ở đây. Tất nhiên. Chúng ta sẽ chờ cho đến sáng mai và cầu nguyện. Chuyện gì đang xảy ra? Bên đó có thấy gì không? Không thưa ngài. Bên này thì sao? Không có gì báo cáo cả. Cẩn thận. Làm thành vòng tròn đi. Có chừng chúng tấn công. Đi xuống đi. Tôi cần anh ở đây. Tôi phải bảo vệ phụ nữ và trẻ con nữa. Nhanh lên. This is not just temptation, but deliverance. Believe it.
Đừng bắn. Mở cửa. It's safe, they're gone. Chúng ta đã thấy rõ rồi. Chỉ có nước mới cứu được chúng ta thôi. Holy water. It protected us. Không. Hãy cứu chúng tôi. Không thể được. Mở cửa. Lấy thêm nước đi. Đêm nay có thể chúng quay lại. Những đêm tiếp theo chúng ta làm gì? Tôi không biết được bọn chúng sẽ làm gì nữa. Chúng biết tiếng Anh à? Từ hôm nay nên chú ý một chút đi. Ananias, sao? Nhìn những gì tối qua, chúng ta sẽ không thắng được chúng đâu. Chỉ cần có nước chúng ta sẽ không sợ. Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp và nguy hiểm. Rời khỏi đây là cách tốt nhất đấy. Vậy là sinh mạng của chúng ta phụ thuộc vào nguồn nước sao? Nguồn nước sẽ giúp chúng ta. Anh còn lý do gì để ở lại hòn đảo này nữa không? Em à, em không tin được sao em lại theo anh đến đây nữa. Tại sao anh lại để mọi chuyện như thế này? Anh tin sẽ giải quyết được mọi chuyện. Even now your bond with Virginia is so strong you can sense their unnatural desires for her. Ở đây có gì đặc biệt với anh? Nó chỉ giết chúng ta dần mòn. Không, không phải. Một thế lực thần thoại muốn ngăn cản chúng ta sống ở đây. Chúng ta sẽ thuyết phục họ. Cross over, they need the soul of an innocent. One devoid of all sin. Cover the pitch black of their own. Nếu lời nguyện là đúng, chúng ta sẽ mất con. Không, anh sẽ không để chúng bắt con chúng ta đâu. Anh thề đấy. Yên tĩnh đến đáng sợ. Just in case. Stella, coi chừng. Cẩn thận đấy. Hầu quá mệt gì không ngủ hai ngày liền rồi. Không ai được ngủ cả. Chúng ta không thể thất mãi để chờ bọn chết tiệt đó. Phải nghĩ cách khác đi. Đó là cách duy nhất. Quay lại vị trí đi. Tôi sẽ quay lại. Đừng nói mấy lời sáo rỗng mà hãy làm đi. Anh muốn thế nào nữa?
Tôi xin lỗi. Không, anh nói đúng. Chúng ta không thể mãi ở đây chờ được. Câu trả lời là chúng ta phải tìm ra sức mạnh đó và tiêu diệt. Hy vọng cái này có thể tiêu diệt chúng. Tốt. Thế còn nhiều thứ tốt hơn thế này. Chúng ta đang tìm kiếm cái gì vậy? Hy vọng sẽ tìm thấy. Tìm đi. Tôi không hiểu. Tôi đã chờ cả ngày rồi. Này. Sao? Nhìn đám gỗ này. Nó là rừng. Nó đang bị điều khiển. Đốt đi. Mở cửa nhanh. Anh Danias, anh không sao chứ? Anh không sao chứ? Chuyện gì vậy? Những người khác đâu? Tôi đã tìm ra đó là rừng. Đi nào. Tại sao anh không nói với em? Anh cảm nhận được em. Anh cảm nhận được em và mọi người. Anh đừng nói vậy. Nếu em nghe lời anh, em sẽ an toàn. Đừng nghe người ta nói. Em đã nói dối. Em tin anh mà. Em luôn tin ở anh. I still believe in you. I always have. Tôi muốn nói,
Anh được mặc cảm nữa. Anh làm đúng. Chúng ta là những người sống sót. Tôi sẽ không thể quên được. Đúng là một ngày dài. Làm ơn đi, hãy đến với tôi cô đơn quá. Cả đó làm gì thế? Này, đứng lại, quay về vị trí đi. Ai đó giữ hắn ta lại. She's crossing over. Chuẩn bị bắn. Two rows of rifles. First row. Down. Aim. Fire. Reload. Down. Bắn. Second row. Aim. Fire. Reload, reload. Tiếp. Stand forward. Hãy trông chừng đứa bé. George! Mở cửa ra. Mọi người coi chừng. Get some water now. Tôi không biết phải làm sao đây. Nó lên cơn giận dữ rồi. Làm sao đây? Tránh xa đứa trẻ ra đi. Mày nói gì hả? I said we have to get on the baby. Why should we hold off for your child? You've got to be quiet or I'll kill you. I will. Stay away from my child. Do you understand me? Do you understand me? Do I make myself clear? Mọi người giữ cửa. Mau tìm nước đi. Away from the walls now. Hài lòng chứ? Cậu đi đâu vậy? Ra ngoài. Anh sẽ bị dạng. Chúng ta không có sự lựa chọn đâu. Tôi sẽ đi với anh. Không cần. Chỉ mình tôi thôi. Cầm lấy. Hãy chiến thắng.
Tôi không thể cứu gì, họ cần máu. They will want blood. Tôi cần anh giúp. Không có chuyện đó đâu. Tôi biết tác dụng của nước rồi. Tôi đã bảo anh đừng nên tới đây. Chúng tôi hết hy vọng rồi sao? Chúng tôi sẽ chết sớm. Có phải vậy không? Đó là lời nguyền của hòn đảo dành cho những người muốn sống ở đây. Thật chứ? Nó vẫn diễn ra. Hãy dẫn tôi đến đó. Không thể được. Chính anh đã khiến tôi đến đây. Tại sao chúng tôi ở đây chứ? The day will come when that evil will no longer be trapped on that island. It will make its way here. Anh có thể sống an bình khi mọi người xung quanh đang bị đe dọa sao? Tôi không có thẩm quyền đó. Sẽ là ngày hôm nay. Còn xa không? Cố lên nào. This rain could stop any moment. Rain, not coincidence. There. Ở đó. Chính nó. Đó chính là chìa khóa mọi chuyện. Anh chạm được không? Nó đã nằm sâu ở đây cho đến khi chúng ta đến khai phá. Hòn đảo nằm ở phía nam. Of course, there is an old Viking tale of a great voyage. One of the passengers, a woman, was believed a witch, and along with her two followers was tortured to death, left behind in a far off land. Họ đã bị đối xử tàn bạo. Mọi chuyện đã diễn ra ở đây, chính nơi này. The Vikings believed that dishonorable death refused an entry to Valhalla, the Viking afterlife. Manteo, it happened here. This is the place. But how do we remember? Nhưng tại sao phải như thế? According to their beliefs. Hãy đọc vách núi này đi. Họ chỉ muốn chúng ta đừng đụng chạm đến cõi riêng của họ thôi. Bones must be given to the flame. There are no bones. For the rites to work, phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org. Chúng ta sẽ giải mã được. Đừng làm thế. Chúng ta sẽ không để họ tấn công nữa. Fire against them. If I say this in their presence, perhaps I can trap them here long enough. Keep them corporeal. Hãy giúp tôi một tay. Mortal. Mãi mãi họ sẽ không quay về được. And then the rest of their bodies, whatever's left of their unholy souls, will be extinguished forever. I don't know how. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Chúng ta phải làm gì đây? No. Chúng ta hãy rời khỏi đây. You and your people have suffered enough. Rồi sao? What will you do? Tìm thêm người đến giúp. What they want. Ananias. Anh đã về rồi. Tạ ơn Chúa. Em an toàn chứ? That's everything. Your dreams may yet be a blessing. Em rất mừng khi thấy anh an toàn.
Vậy là anh đã tìm ra nguồn gốc. Đứng dậy. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo? Yes, exactly. It does make a sort of sense. A spiritual vessel. So these demons. Chúng ta chỉ còn một vài người sống sót. But to cross over, they need a new soul, one free of all sin. Chúng tôi sợ lắm. I don't see the purpose exactly. Chúng ta sẽ tự do mà. That's nonsense. Đừng nhạy cảm quá. Hãy mạnh mẽ vượt qua đi nào. It's the same thing, different religion. The point is. Mặc kệ họ là thần thánh hay quỷ dữ. Heaven, hell, Valhalla. Chúng ta sẽ bảo vệ chính mình. It doesn't matter right now. Oh no, George, make no mistake. These things are only going to one place, and I'm sending them there myself. Let's get to work. Làm đi. Thank you, my angel. Cảm ơn nhiều. What? Sao vậy? Lâu rồi anh chưa gọi em như thế. Chúng ta sẽ thoát khỏi giấc mộng mãi mãi, đúng không? Feels like forever since we had a moment of normality. Yes. Yes, it's been far too long. Về đi. George. Okay. Anh không sao. Chúng ta sẽ rời khỏi đây. Xem nữa, anh làm thịt cho bọn đó. George, rest. Tiếp tục công việc đi. Right. Ananias, dậy đi. Xem kìa. My God. Chúa tôi, con em đâu? No. Ananias. Đâu rồi? Chuyện gì thế này? Yes, yes, it is. I should have anh cũng không biết. I'm going to finish that raft. Find this tight. Đặt nó dưới đây này. Underneath. Put it under. Cột chặt vào. Giúp một tay đi. Wait, in the corner. Father. Samuel, give him a hand. Ráng lên nào. Cùng đẩy nào. 1, 2, 3. No.
Đó là gì? Chúng ta sẽ an toàn. Say the fellow, he won't be finding us here. You really think nó sẽ có tác dụng chứ? Tôi tin là vậy. Tên này sao? Ừ. Chỉ mấy tên thôi. Tôi cần thêm nữa. Chúng ta sẽ thoát nạn. Ai cũng gặp phải khó khăn một lần mà. Mạnh mẽ lên. Ananias, em hãy tin anh. Anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu. Hãy lên trên đó, nước sẽ bảo vệ em. Còn anh thì sao? Đừng lo lắng cho anh. Hãy nghe anh. Em không hiểu sao chúng ta phải... Anh còn không muốn chết hơn em mà. Nhưng anh không có sự lựa chọn nào cả. Hãy để như vậy đi. Nhưng nếu nó đi xa hòn đảo thì sao? Hãy đi với em. Anh không thể làm như thế được. Anh không thể làm gì khác. Mọi người chuẩn bị lên đi. George, anh biết phải làm sao mà. George, you know what to do. Tôi biết rồi. Tôi tin anh làm được. Tôi sẽ làm tròn bổn phận. Hãy nghe lời cha. Cha sẽ bảo vệ con. I have what you want. Hãy nghe lời tôi. Into the water. Hãy nghe tôi nói. Engin skill day seria stupel in istor. Vinskapur der. Fsitur of lengi. Chúng tôi không hại ai cả. Finarelda. Tao sẽ cho mày chết.
Con ơi, an toàn rồi. As. Tôi sẽ về nơi thiên đường. Chúng ta sẽ mai táng họ. Nhưng mà Yauna Baren Grenepo, họ sẽ thoát khỏi tội ác. Và hãy đốt ngôi làng này đi. Nó đã quá nhiều đau thương chết chóc.